Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip. Hiện tại bên cửa hàng Tùng Nguyễn Audio đang làm 2 mẫu bát 50, thì sẽ có bán lẻ cho tất cả các bác một cái để nắp súp. Bác nào mua một đôi thì mình mua một đôi, bác nào mua một cái thì mình sẽ lấy một cái. Cấu hình sẽ đắt rẻ hơn nhau 1 triệu một đôi bát này. Đắt rẻ hơn nhau 1 triệu một đôi. Đấy. Và cái cấu hình ngày hôm nay em giới thiệu vào bên tay trái của tay phải của Tùng Nguyễn Audio là một đôi bát hàng cái cấu hình cũng khá đẹp và giá thành bình dân. Và bên tay trái của Tùng Nguyễn Audio là một cặp bát 50, là hàng cao cấp, loại chất lượng cao. Đều là những cái sản phẩm do công ty China sản xuất, nhưng mà có cái cấu hình là bình dân và cao cấp để cho tất cả các bác chọn. Em bán hàng thì là theo cái cấu hình là mình nhập vào thôi. Đấy. Mình nhập hàng cao cấp thì mình bán hàng cao cấp. Ở cái loại bát của bên Tùng Nguyễn Audio em không bao giờ phân biệt loại 1 hay loại 2 hay loại 3. Mà mình nhập rẻ thì mình bán rẻ, nhập cao mình bán cao. Vì bát bây giờ Trung Quốc có đến mấy chục công ty, các bác lưu ý cho em. Trung Quốc có đến mấy chục công ty làm loa, một đất nước rộng lớn như thế, không phải là 1 2 công ty làm loa đâu, mà có vô số công ty làm loa. Thế nên là mỗi công ty có một cái cấu hình khác nhau. Đấy, thế nên là các bác mà tại sao các bác biết ở trên thị trường nó là nhiều loại là như thế? Vì do nhiều công ty làm ra. Các bác đừng bao giờ mua hàng bây giờ, đừng bao giờ nghe ai phân biệt loại 1, loại 2, loại 3 cả. Không có thằng nào bán hàng loại 1 mà cũng không có thằng nào bán hàng loại 2, loại 3 cả. Mà cái quan trọng là ghi người ta bán hàng nó có theo cái giá thành người ta nhập vào hay không thôi. Đấy, ví dụ như em nhập cái bát này rẻ mà em lại bán đắt cho tất cả các bác thì em mới là lừa lọc khách hàng. Còn khi mà em nhập cái loại bát rẻ em lại bán cho tất cả các bác loại bát rẻ thì nó lại khác. Đấy. Thế nên là các bác không bao giờ bảo là bị lừa hay là gì cả, mà mua hàng theo giá thành, các bác lưu ý cho em. Cặp bát 50 này từ 220-100 này là 3,6 triệu một cặp được bao ship, còn cặp bát 50 này là 4,7 triệu một cặp được bao ship. Hơn nhau giá thành rất là nhiều. Và từ 220-100 đi bát đít nhọn màu xanh. Đít nhọn hơi lùn chút, còn con này đít nhọn này. Thật ra đít nhọn này không đít nhọn thì không quan trọng đâu, kể cả đít phẳng cũng ok. Đối với Tùng Nguyễn không bao giờ quan trọng cái đít hay cái mông gì cả, mà cái quan trọng là cái chất liệu để làm nên cái loa bát. Đây này, em giới thiệu cho tất cả các bác biết là hai bên nhà em đang làm hai mẫu, chứ không phải là do sánh hàng rẻ hay hàng đắt gì cả. Kẹp lỗ con này màu đen, màu đen hay màu trắng thì đều như nhau. Con này là từ 220-100 nhện màu vàng. Màng con này là sơn dầu bóng. Màng con này sơn dầu bóng và được xếp ly gân vải thẩm dầu 3 gân. Đấy, các bác theo tham quan cấu hình của bên em. Còn con này thì là cũng từ 220-100. À, của nó thì từ cái màng hoặc bích lỗ nó sẽ chắc hơn, nó nặng hơn. Kẹp lỗ nó thép trắng. Trắng hay đen em đều xin nói là như nhau. Nhưng quan trọng là nó có dày hay nó mỏng thôi. Đấy, các bác nhìn củ bát này rất là dày. Củ bát này thì nó mỏng hơn chút. Con này là màng đen mờ. Đấy, màng đen mờ. Con này có bánh lực lắm các bác nhá. Màng đen mờ có gân vải tẩm dầu là 3 gân và lón sơn. Hai mẫu sản phẩm này thì bên Tùng Nguyễn đang liên tục cung cấp cho tất cả khách hàng. Đối với những dòng sự kiện lớn thì các bác sử dụng các cái dòng bát hàng chất lượng cao như này. Đây là chất lượng cao, hàng thử cho khách hàng thôi. Còn nó bình thường thì số lượng mà em bán nhiều thì vẫn bán nhiều các cái dòng phổ thông này. Đấy, giá thành nó mềm, nó vừa phải với túi tiền. Còn ai thích chơi hàng lớn hơn thì mình chơi con này. Đấy, khách hàng ví dụ như dùng để oánh sự kiện, cần đến độ bền cao, công suất quá lớn khi ở ngoài trời thì mình sử dụng. Còn đôi khi mà đánh gia đình là một này, đánh gia đình này, đánh loa kéo này, cả 350 này thừa công suất để cho các bác chơi từ 220-100. Thì hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Em trong cái video ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến tất cả các bác là một đôi so sánh và giới thiệu hai loại bát 50. Các bác xem video nhớ like và ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio và chia sẻ ủng hộ Tùng Nguyễn Audio. Và Tùng Nguyễn chúc tất cả các bác mạnh khỏe và vui vẻ để chơi âm thanh. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.